tại sao chị đi nhặt rác, bởi chị nhặt rác là cũng các cách của chị để rửa trong cái tâm hồn của chị. Kế bên là một resort Century rất là đắt giá, VIP nhất khu Hồ Tràm, 50 triệu một đêm, còn đến làng hạnh phúc phí là tùy hỷ. Sau đó là ai muốn cho gì thì cho, cổng thì không có cổng bảo vệ, không có người canh cửa, cửa lúc nào cũng chào đón, vì có gì đâu mà mất. Chia sẻ nguồn lực của một cái miếng đất, của một cái khu vực nào để cho cả cộng đồng cùng được sử dụng, và vô tình các bạn là một người có đóng góp cho cộng đồng. Không được, không được con, cứ chia sẻ cho bạn đi. Kiến thức nằm trong đầu của mình đâu có ai lấy được đâu. Một người bác sĩ tìm ra thuốc hay có cần chia sẻ cho đồng nghiệp mình không? Cần chứ. Một người giáo viên có phương pháp hay cần chia sẻ đồng nghiệp không? Cần chứ. Để lan tỏa sự tử tế. Đấy chính là truyền cảm hứng và đánh thức những cái hạt mầm tử tế ở bên trong mỗi con người. Đó là khi mình thấy những cái mô hình, những dự án và những cái điều tử tế nhỏ nhặt được len lỏi vào những vùng núi xa xôi hẻo lánh, đi khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam. Đó là khi mà mình chứng kiến những cái sự thay đổi của khán giả sau khi tham gia chương trình. Cụ thể là sau mỗi chương trình thì ban tổ chức sẽ có các hoạt động thách thức 14 ngày để khán giả tạo lập nên một cái thói quen mới. Anh chị em nói chuyện thoải mái. Hello. Anh chị em nghe rõ nhỉ? Ở trong này mọi người cứ nói chuyện với nhau thôi, không bao giờ đẩy. Ok. Xin chào. Hello. Hello anh Khơ. Hello. Mình là 6 người đúng không? MC Vương rồi nhỉ? Vừa rồi là làm với cái này mình đã lên sóng chưa hay là vẫn nội bộ nhỉ? Hello. Ok, xin chào. Mình đúng 7:30 bắt đầu nhỉ? Anh chị em diễn giả mình chuẩn bị test giữa các thứ mic nha, đúng 7:30 mình bắt đầu nha. Giờ là 7:28 rồi. Bên của bên mình không biết là bạn kia đã vào được chưa? Thank you.
Cái này là hiện tại là đang live ở đâu nhỉ? Đang live trên cái nào chưa? Anh Thơ nghe được không anh Thơ ơi? Ok, anh em nghe rõ đấy, mọi người đang xem live stream đấy. Anh chị em đang xem live stream mà nghe rõ thì comment rõ bên dưới nhỉ, để cho chúng tôi biết đó. Hiện là đang lên ở phía nào gì nhỉ? Ok. Ok, rất nhiều anh chị đang xem trên livestream nhé. Ok, 7:30 rồi, xin mời em xin bắt đầu đi. Chắc là đợi một chút, như là Unica chưa phát. À, đã thấy trên kết của mình là có thấy rồi đây. Ai ai đang điều khiển cái chim bát nào? MC và người điều khiển. MC và điều khiển để kéo ai lên xuống. Đang đang live rồi đấy nha. Anh em cả nhà có hơi hơi có trục trặc kỹ thuật một tí, cả nhà chờ chờ một chút nha. Hello cả nhà, chương trình ngày hôm nay là chương trình live stream chia sẻ về chủ đề làm sao để từ zero thành hero, và chương trình diễn ra từ 7:30 cho đến 10 giờ, với rất nhiều phần chia sẻ của các diễn giả ngày hôm nay. Và khi chương trình này thì cũng được tổ chức để chào mừng cái sự kiện là sinh nhật IBK lần thứ 5. Đấy, và đến các anh chị em chú ý là đến cuối cái chương trình ngày hôm nay đến khoảng 10 giờ thì sẽ có phần quay sổ số trúng thưởng nha. Cả nhà chú ý đến khoảng đến 10 giờ chúng ta sẽ có những cái phần chia sẻ rất nhiều những cái kiến thức giá trị từ các diễn giả, như là thầy thầy Trần Việt Quân này, anh Tô Lê Dũng của HVR, anh Nguyễn Phúc Quang Ngọc, Cơn Bão Triệu Phú, và có rất nhiều những cái phần chia sẻ rất là hay. Làm thế nào để mình có thể biến những cái ước mơ của mình trở thành thực tế, và làm thế nào mình có thể xây dựng những cái doanh nghiệp vừa phát triển bản thân vừa phát triển kinh doanh. Ok, xin mời MC nhỉ. Dạ, dạ vâng ạ, xin chào các anh chị và các bạn ạ. Tôi là Thảo Linh, và hôm nay Thảo Linh thì rất là vui vì hôm nay chủ nhật và chúng ta ngồi vào đây và chia sẻ cái chương trình hành trình sinh ước mơ nhân dịp 5 năm tuổi của Unica. Và đến với buổi live stream ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có giao lưu với các diễn giả, các chuyên gia, nhất là anh Nguyễn Trọng Thơ, CEO của INET, hay là anh Cao Xuân Hải Vương, CEO của Unica. Và đặc biệt là chúng ta sẽ chia sẻ với ba người thầy, như lúc nãy thì anh Thơ cũng đã giới thiệu qua, là thầy Trần Việt Quân, sáng lập cố vấn trường xanh tại Đức và Viện Đào tạo Bách Khoa, sáng lập cộng đồng sống tử tế. Thứ hai là anh thầy Tôn Nghi Dũng, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị của HBR Holding, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lamaster. Và người thầy thứ ba của chúng ta sẽ là thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc, sáng lập và CEO của công ty cổ phần Thiên Minh Book. Chúng ta sẽ nghe những cái câu chuyện chân thật nhất về những người thầy để xây dựng mục tiêu và kế hoạch thành công để áp dụng vào cho chính bản thân mình ạ.
và đặc biệt hôm nay cũng là sinh nhật kỷ niệm Unica 5 năm. Vì vậy thì ở cuối chương trình chúng ta sẽ có một cái phần mini game bốc thăm trúng thưởng với 66 giải khuyến khích và 6 giải đặc biệt. Vâng, rất là nhiều phần quà giá trị. Và 66 giải khuyến khích thì sẽ có một thẻ học bất kỳ tại Unica. Ba giải ba sẽ là ba máy xay sinh tố trị giá 1.500.000 đồng. Hai giải hai là hai máy hút bụi giá là 6 triệu đồng. Và đặc biệt là giải nhất, chúng ta sẽ có một chiếc iPhone 12 trị giá 24 triệu đồng. Và để tiếp theo cái chương trình livestream này thì chắc là mình sẽ nhường cái livestream này đến phần chia sẻ của CEO Cao Xuân Hải Vương, CEO của Unica. Vâng, xin mời anh ạ. Mic vừa rồi. Cũng như là có sự hiện diện của anh chị trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Buổi livestream có tên là Hành trình chinh phục ước mơ. Tại sao lại có một buổi livestream như vậy? Thì Unica trải qua đến năm nay là năm thứ 5 và chúng tôi đã trải qua một chặng đường rất là dài từ khi mà chúng tôi xây dựng Unica từ những cái dòng cốt đầu tiên, đón chào những học viên đầu tiên. Và đến nay Unica trở thành một trong những học viện online lớn nhất ở Việt Nam với hơn 500.000 học viên. Unica cũng cung cấp những cái giải pháp giáo dục cho những nhà giáo dục như là Edubit và Acabit, những giải pháp tiên phong để giúp thay đổi nền giáo dục Việt Nam. Và tôi cũng rất là vui được trân trọng mời đến đây những cái diễn giả, những người chúng ta chia sẻ những cái câu chuyện thành công của họ. Đó là anh Tony Dũng, người mà ở tuổi 26 đã gây dựng một doanh nghiệp rất là thành công với hàng ngàn nhân viên. Đó là anh Nguyễn Phúc Quang Ngọc, người đã biên dịch những cuốn sách rất là nổi tiếng thế giới như là cuốn sách về bí mật, cuốn sách phép màu, rất nhiều anh chị đã biết đến. Đó là thầy Trần Việt Quân, người đã sáng lập ra cộng đồng sống tử tế và cũng là một người đã là một doanh nhân rất là thành đạt với một công ty cũng có hàng ngàn nhân sự. Và chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện của họ, làm thế nào để họ chinh phục những ước mơ của họ từ những con số không. Và đầu tiên, người đầu tiên tôi xin mời đến buổi livestream ngày hôm nay, tôi xin kính mời thầy Trần Việt Quân. Thầy sẽ bắt đầu với chủ đề làm thế nào để chúng ta tìm được cái đam mê và sứ mệnh của mình. Xin mời thầy ạ. Rồi, chào tất cả các bạn. Rất vui khi ngày hôm nay nhân cái buổi sinh nhật 5 năm của Unica gặp lại một cái người gọi là người thầy cũng đúng, và cũng là một cái người đồng chí hướng cũng đúng, là anh Ngọc. Nhưng mà anh Ngọc bây giờ đổi tên thêm chữ Phúc vào rồi. Hôm nay thì tôi nhận nhiệm vụ với cả ban tổ chức một cái chủ đề, đó là cái chủ đề đam mê và sở trường. Trong cuộc đời của tôi á, khi mà tôi đi tìm kiếm đam mê và sở trường thì tôi lại phát hiện ra một điều. Tôi phát hiện ra một điều là đam mê và sở trường nó không có đủ. Vì bằng chứng là rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới, họ có đam mê, họ có sở trường nhưng họ vẫn trầm cảm và họ vẫn tự tử. Cái bánh xe cuộc đời ấy, mà họ muốn làm tròn cái bánh xe cuộc đời là thường họ phải tìm được đam mê và sở trường. Nhưng rồi tại sao họ tròn trịa bánh xe cuộc đời rồi họ vẫn tự tử? Đặc thù là diễn viên và người mẫu tự tử rất nhiều. Đó. Thì những cái lý do gì? Thì về sau tôi mới phát hiện ra là họ thiếu những cái giá trị sống nền tảng. Họ thiếu cái triết lý sống, chiều sâu của triết lý sống. Họ thiếu những cái ý nghĩa cuộc đời đi vào chiều sâu. Nên đam mê và sở trường là cái mảng rất quan trọng để chúng ta bước ra cuộc đời. Chúng ta thăng hoa với nó, chúng ta thành công với nó. Nhưng để rồi thấy nó có chiều sâu và đầy ý nghĩa thì đam mê và sở trường không đủ. Đam mê và sở trường không đủ. Tôi còn nhớ là có một kỳ tôi sang Nhật. Tôi sang Nhật và tôi rất là thắc mắc là tại sao người Nhật họ có 4 vòng tròn Ikigai để xác định được đâu là ý nghĩa cuộc đời.
Nhưng rồi tôi nhìn vào bốn vòng tròn Ikigai, tôi thấy không rõ ý nghĩa. Tôi chỉ thấy có mỗi đam mê và sở trường thôi.